Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và hôm nay em sẽ làm báo giá của chiếc xe Toyota Yaris Cross của Toyota. Và thời điểm hiện tại, thời điểm cuối năm 2023 này thì đang được giảm 100% thuế trước bạ từ nhà máy và đang được đại lý hỗ trợ thêm rất nhiều phần quà, và đặc biệt hơn nữa là được tặng thêm 2 năm bảo hiểm. Nên thời điểm hiện tại thì lăn bánh chiếc xe này rất là rẻ, và lăn bánh nó còn rẻ hơn cả giá niêm yết cơ anh chị ạ, mà đã bao gồm luôn cả 2 năm bảo hiểm, cả chi phí đăng ký đăng kiểm, cả gói phụ kiện rồi. Thì đối với chiếc xe Yaris Cross này thì có 2 phiên bản và đều là nhập khẩu nguyên chiếc, nhưng lại được giảm thuế trước bạ và tặng 2 năm bảo hiểm. Thì cụ thể như sau, trước mắt chúng ta đây là phiên bản máy xăng, máy thuần xăng bản V đấy ạ, thì có giá niêm yết là 730 triệu cho phiên bản màu tiêu chuẩn. Còn đối với các cái màu nóc đen thì sẽ cộng thêm 8 triệu giúp em. Còn thời điểm hiện tại thì bên đang giảm cho anh chị là 85 triệu tiền mặt. Và để đăng ký xong xuôi thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền là 723 triệu. Và nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền là khoảng 207 triệu là đã lăn bánh xong xuôi rồi. Và giá trên đã bao gồm 2 năm bảo hiểm và toàn bộ gói phụ kiện chính hãng theo xe. Và phiên bản thứ hai là phiên bản xăng lai điện thì có giá niêm yết là 838, và nếu mà anh chị lựa chọn màu đặc biệt, màu có nóc đen thì sẽ vui lòng cộng thêm 8 triệu giúp em. Thì đối với phiên bản xăng lai điện thì có cái ưu đãi như sau, là hiện tại thì bên em đang giảm rất sâu, là giảm đến 90 triệu tiền mặt, và thời điểm hiện tại lăn bánh chỉ có 837 triệu là anh chị đã bao gồm luôn 2 năm bảo hiểm thân vỏ cũng như là gói phụ kiện rồi. Và với cái ưu đãi bên trên thì anh chị chỉ cần chuẩn bị cho em số tiền khoảng 239 triệu là để lăn bánh chiếc xe Yaris Cross phiên bản cao cấp nhất. Mà vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Yaris Cross thời điểm cuối năm 2023, và em sẽ giới thiệu sâu hơn một chút về phiên bản, về nội ngoại thất của chiếc xe này để anh chị nắm được. Với nội ngoại thất của chiếc xe này thì nó cũng giống nhau na ná thôi, nó chỉ khác nhau một chút về các cái chi tiết để thể hiện đây là phiên bản xăng và kia là phiên bản xăng lai điện. Và như anh chị thấy bên phải em đây, chiếc xe không có biển là phiên bản thuần xăng, còn bên trái là phiên bản xăng lai điện. Thì ngoại thất nó cũng giống nhau thôi, nó khác nhau một chút như là cửa nóc này, rồi kính chân hay còn gọi là kính trần xe đấy ạ. Camera 60 thì như nhau, đều có tính năng là hỗ trợ lái Toyota Safety Sense. Và chiếc xe này thì có động cơ là 1.5 và hộp số là tự động vô cấp, thì có cái mức tiêu thụ nhiên liệu chưa đến 6 lít trên 100 cây. Một chiếc xe là vô cùng tiết kiệm. Như chị thấy là xe này thì vô cùng nhiều nút bấm, từ cụm bên tay trái này, rồi bên điều chỉnh các cái chức năng như là cảm biến tự động đèn thích ứng, cảm biến đỗ, chống trơn trượt này, cảnh báo va chạm này, đèn tự động lấy chuyển số sau vô lăng, điều khiển màn hình giải trí, điều khiển chức năng DRCC hay còn gọi là cruise control thích ứng đấy ạ, gạt mưa. Em sẽ để máy lên cho anh chị xem nhé. Đó, màn hình rất là lớn, có 2 màn hình ở đây để thể hiện mọi thông tin và có nhiều chế độ hiển thị khác nhau. Màn hình giải trí đến 10 inch, hơn 10 inch cơ. Và cụm điều hòa đây là điều hòa tự động rồi anh chị ạ. Có sạc không dây, có cả sạc dây đi kèm bên trên này, và cả không dây bên dưới để nổ này. Và có cần số điện tử và auto hold ở đây, bệ tì tay, và các cái hốc để nước cũng rất là nhiều, hốc để đồ ở đây. Và ghế thì cũng được là bọc da cả hai phiên bản rồi, và một số các cái chi tiết bọc da như ở trên cửa này, ở trên mặt tablo, và có cái viền chỉ xanh như thế này. Và một cái đặc biệt là chiếc xe này tuy là chỉ có chiều dài tổng thể nó khoảng tầm 4m3, mà cái diện tích sử dụng của nó rất là lớn. Cái khu ghế ngồi này, anh chị thấy em ngồi đây nó rất là rộng. Cái hàng ghế thứ hai này là rộng hơn khá nhiều so với chiếc xe Corolla Cross anh chị ạ. Thì phiên bản máy xăng này nó chỉ khác một vài cái điểm, như là phiên bản này thì sẽ không có cốp điện này, không có cửa kính trần xe này, không có cái bộ loa Pioneer. Nó là một cái vậy khác biệt lớn, và ngoài ra là cái về khác biệt lớn nhất là về máy móc thì chiếc xe này chiếc xe thuần xăng. Còn phiên bản HEV sẽ là phiên bản xăng lái điện.
Và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Elite Cross thời điểm cuối năm 2023. Anh chị nào cần em tư vấn sâu hơn về dòng xe này hay là dòng xe khác thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Em vui lòng hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.